Thưa quý vị và các bạn, giá lợn hơi ngày hôm nay tiếp đà giảm giá tại khu vực miền Bắc và miền Nam. Mức giá là 60.000 đồng một ký đã được ghi nhận tại Hà Nam. Riêng miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi ổn định so với ngày hôm qua. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay tiếp tục điều chỉnh giảm từ 1 đến 2.000 đồng một kg và dao động trong khoảng 60 đến 67.000 đồng một kg. Cùng giảm 1.000 đồng một kg, hai tỉnh Hưng Yên và Tuyên Quang hiện cùng giao dịch với giá là 65.000 đồng một kg. Trong khi đó, Hà Nam điều chỉnh giảm 2.000 đồng một kg xuống còn 60.000 đồng một kg. Đây cũng là địa phương thu mua lợn hơi thấp nhất ở các tỉnh phía Bắc. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá thu mua lợn hơi hôm nay trong khoảng từ 65 đến 74.000 đồng một kg, cùng giao dịch ở mốc 74.000 đồng một kg. Hiện có các địa phương như Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Còn tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Ninh Thuận và Bình Thuận, giá lợn hơi được thu mua trong khoảng từ 72 đến 73.000 đồng một kg. Thị trường lợn hơi miền Nam giảm nhẹ ở một vài địa phương. Tại Cần Thơ và Kiên Giang, giá giảm 1.000 đồng một kg xuống còn 75.000 đồng một kg. Trong khi đó, Tây Ninh hiện giao dịch ở mức 73.000 đồng một kg, giảm 2.000 đồng một kg so với ngày hôm qua. Một loạt các địa phương trong khu vực duy trì mức thu mua của ngày hôm qua như Đồng Nai, Bạc Liêu đạt 71.000 đồng một kg. Trong khi thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang nhỉnh hơn với 74.000 đồng một kg. Thưa quý vị, là khác với những loại ớt giá rẻ khác như là ớt xanh miền Trung, ớt hiểm miền Tây, thì những chai ớt gió của cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang có giá ít nhất là từ 300.000 đồng trở lên vẫn đắt khách mua. Và vì sao loại ớt này lại có giá đắt đỏ đến như vậy? Mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận ngay sau đây của nhóm phóng viên Ba Sạch. Ớt gió là loại ớt rừng, quả nhỏ, thời gian qua đã được người dân nhân giống trồng đại trà trên đồi. Hái nó rất là kỳ công. Cái ớt kia thì gọi là hái một ngày 10 mấy cân, nhưng cái ớt này giỏi nhất là một ngày hái được khoảng 4 cân. Hái ớt khá kỳ công, ớt to hái một ngày hơn 10 kg, riêng ớt gió hái chỉ khoảng 4 kg một ngày. Mỗi kg ớt gió Đồng Văn có giá 300.000 đồng, cao điểm lên đến 1 triệu đồng. Đối với cây ớt gió thì nhất là nó nhỏ. Diện tích trồng thì nó cũng không được nhiều. Và năng suất sản lượng nó phụ thuộc vào thời tiết khí hậu, dẫn đến cái giá thành là nó cao. Ví dụ như đầu mùa hoặc là cuối mùa thì cái giá trị bán 1 kg ớt gió trên thị trường là có thể từ 500 đến 1 triệu. Vụ thu hoạch từ tháng 5 tới tháng 11, ớt gió có vị cay, thơm, dùng làm gia vị hoặc muối đóng hộp để bảo quản. Ớt gió rừng kém thổ nhưỡng, khí hậu, khó nhân rộng ở các vùng khác. Mưa liên tục kéo dài nhiều ngày cùng với sự ảnh hưởng của bão đã tác động đến nguồn cung nông sản tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Nhiều ngày qua, các mặt hàng rau củ quả liên tục tăng giá, nhất là rau xanh. Ngay sau đây là ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận tại chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết các mặt hàng rau củ, rau ăn lá đều tăng giá. Một số loại rau quả dễ bị ảnh hưởng bởi mưa như là xà lách, hành lá, cà chua, ớt, giá tăng từ 10 đến 25.000 đồng trên 1 kg. Theo các tiểu thương, mưa lớn kéo dài nên diện tích trồng rau bị ảnh hưởng nặng, khiến cho các mặt hàng đều khan hiếm và tăng giá từ nhà vườn. Nhiều thương lái còn chấp nhận mua cả rau non. Thì mưa bão tất nhiên rau củ nó mắc rồi, cái gì nó cũng lên. Bão lụt này người ta có trồng được đâu, thành thử cũng thông cảm cho người ta. Hành lá lên giá, ba rau cải rồi lên giá. Mưa nó giặt hết á, lên cũng nhiều á, mấy lần 40 mấy ngàn kilo hành lá, bây giờ 60, 55. Ngoài ra nhiều loại trái cây cũng tăng giá so với thời điểm này của năm ngoái. Các loại quả như là chuối, vú sữa, cam, quýt đều đồng loạt tăng giá từ 5 đến 10.000 đồng trên 1 kg. Đặc biệt là xoài tăng 40 đến 50.000 đồng trên 1 kg, lên mức giá kỷ lục. Ví dụ như chuối là năm rồi là chị bán chỉ có 15.000 thôi. Chứ sứ miền Tây á, là năm nay là 20.000. Còn xoài là năm rồi thời điểm này khoảng 70-80.000, năm nay là khoảng 120-130. Còn nhiều là người ta sợ là ra đường cây đè nọ tóc giống như vợ thì giảm rất là nhiều. Theo dự báo, mưa sẽ còn tiếp tục kéo dài nhiều ngày tới tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều này sẽ còn tiếp tục tác động tới thị trường nông sản, khiến cho các mặt hàng tiếp tục dao động về giá cả, ảnh hưởng không nhỏ tới nhà vườn, các tiểu thương và cả người tiêu dùng. Thời gian gần đây, một số hộ dân tại ấp Kiên Thanh, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang thực hiện việc chuyển đổi trồng luân canh một vụ lúa, một vụ khoai, khiến cho việc chuyển đổi này thì vừa mang lại những hiệu quả kinh tế cao, vừa mở ra hướng canh tác mới cho bà con nông dân.
nhằm tìm hướng đi mới trong sản xuất, từng bước chuyển đổi việc độc canh cây lúa đầu năm 2019. Kiên Giang thực hiện trồng luân canh mô hình khoai môn lúa, mục tiêu là bổ sung đối tượng trồng mới, giảm rủi ro dịch bệnh cho cây lúa, giảm thoái hóa tài nguyên đất. Mô hình ban đầu đã chọn một số hộ dân tại ấp Kiên Thanh và ấp Cống Tre để thực hiện. Về cái tình hình mà phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng vật nuôi á, cho phù hợp với địa phương thì riêng cái thành lập cái tổ hợp tác nông dân ở ấp Kiên Thanh thì các bà con đã thấy cái nguyện là bây giờ là chuyển sang là một vụ lúa, một vụ môn, thì trồng cái môn này á, là rất là khá tốt đó, thì phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương. Và thứ hai nữa là nó môn này thì nó cũng ít bệnh tật và nó mang lại hiệu quả kinh tế cao. Anh Phạm Hoàng Lưu đầu tư trồng 3 hectare khoai môn trên vùng đất lúa của gia đình. Vụ khoai môn trồng từ tháng 7 hàng năm, giống là loại môn cao, được thương lái ưa chuộng. Trong quá trình canh tác, chủ yếu sử dụng phân hữu cơ vi sinh để hạn chế dịch bệnh. Nhờ cách trồng luân phiên này mà nông dân giảm được lượng phân bón. Bên cạnh đó, sâu bệnh cũng ít hơn nên mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nếu mà 1 hectare trồng môn, nó năng suất nó có thể giúp là bà con lợi nhuận gấp 6 đến 7 lần 1 hectare lúa. Nếu như mà bình giá được 15.000 một ký thì nói chung nông dân lời nhuận hơn lúa là 1 hectare là tương đương bằng 3-4 hectare lúa. Còn nếu mà như bùng phát như cái vụ năm 2019 thì môn nó lên 20.000 một ký thì cái giá thành mà lợi nhuận hơn lúa thì nó nhiều hơn nhiều. Sau thời gian triển khai mô hình thí điểm, hiện tại ấp Kiên Thanh đã thành lập hợp tác xã Tiến Phương với hơn 10 xã viên sản xuất trên 20 hectare. Hiện nay nông dân trong ấp Kiên Thanh là sẽ mở rộng thêm diện tích là trồng môn để phục vụ cho kinh phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới của trên địa bàn xã. Với những thành công bước đầu, góp phần tăng năng suất, lợi nhuận cho bà con, mô hình canh tác này đã phần nào giúp nông dân chuyển đổi cây trồng phù hợp để thích ứng với biến đổi khí hậu hiện nay. Để hỗ trợ lực lượng cứu nạn, hàng trăm người dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế trong những ngày qua cũng đã tình nguyện tiếp tế lương thực, thực phẩm và công tác hậu cần trong quá trình lực lượng cứu nạn làm nhiệm vụ. Hai bếp dã chiến của bộ đội phục vụ cứu nạn Thủy điện Rào Trăng 3 được dựng lên tại trường tiểu học Phong Xuân. Tại đây, hàng trăm người dân đã đến tiếp tế gạo, gà, rau, chuẩn bị các suất ăn chuyển tới hiện trường. Thấy bộ đội rồi thì ủng hộ thôi. Về bên chỗ bẻ đưa lên phấy thì cũng bà con ủng hộ nữa. Bà con họ thấy sơ mưa gió rồi. Trước đó, sáng 14 tháng 10, hai chuyến bay chở hàng cứu trợ cũng đã vào tới các nhà máy thủy điện. Tất cả cùng chung tay với hy vọng công tác tìm kiếm cứu nạn sẽ diễn ra suôn sẻ và sớm hoàn tất. Vâng, có thể thấy là trong mùa mưa bão lũ lụt nào thì các lực lượng chức năng cũng phải đối diện với bao hiểm nguy khi mà cứu hộ cứu nạn, và không ít các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ cao cả này. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy cùng nhìn lại những vụ việc đau lòng trên. Ngày 7 tháng 10 vừa qua, khi giúp dân trong lũ tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Trung tá Biên phòng Hồ Ngói cùng đồng đội cắm chốt tại lán trại phòng chống dịch COVID-19 sâu trong rừng Giang Màn. Đêm mùng 6 tháng 10, trời mưa to, kèm lũ lớn, Trung tá Hồ Ngòi nhận nhiệm vụ giúp người dân. Đường đi trơn trượt, anh bị ngã xe máy, chấn thương nặng và qua đời. Tháng 8 năm 2019, trưởng công an xã Nghi Sơn, huyện Mường Lát, Thanh Hóa là Thao Văn Xúa cũng đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ vận động đưa các hộ dân bản Pá Hộc ra khỏi vùng nguy hiểm giữa mưa lũ trong đêm. Trước đó, tháng 12 năm 2018, anh dân quân Trương Văn Được, 30 tuổi, ở thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cũng đã qua đời ngay bên hiên nhà vì kiệt sức sau khi cứu người trong mưa lũ.